Chào anh em, mình là Trung Hiếu. Chào mừng anh em đến với kênh của mình. Đây, hôm nay mình tiếp tục chơi Escape Simulator giải lập trốn thoát. Đấy, chúng ta sẽ chơi phần biệt thự quốc và phòng thí nghiệm ngầm. Tham gia Discord của tôi. Vậy chúng ta đã vô được phòng thí nghiệm ngầm rồi. Đây thì đầu tiên chúng ta sẽ lượm rác. Có một di chú, quá trình di chú, di chú nó bị rách, còn một cái một viên gạch, gạch có hình bông hoa. Đây chúng ta có con sư tử, con lion, lion bắt heo. Đây có một con nai, nai hương gì đấy. Ở dưới này, ở dưới này có số nó quay được này. À dưới này có số quay à? Ơ, dưới này con này có chân này. Chúng ta có một viên gạch có hình con rắn. Đây là chúng ta có bắt đầu những cái mắt bắt đầu. À ba cái, một cuốn sách, một cuốn sách nói là cái ngày ngày 12 ấy, ngày 12 tháng 3 thì cuộc hành trình bắt đầu vào ngày mai. Tôi hy vọng chúng ta gặp nhiều may mắn hơn lần trước. Những người đàn ông tội nghiệp, đến ngày 17 á thì anh ta bị nuốt chửng trong đêm, tôi sẽ không bao giờ quên những âm thanh đó. Quá trình yêu rồi bên cạnh có một số con mắt. Ngày 23 thì nói là ngày 23 có đó một giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Từ trong sâu trong pháo đài, đôi mắt hẹp màu vàng đang theo dõi từng cử động của tôi. Này có chữ hẹp màu vàng này, đôi mắt hẹp màu vàng này. Ngày 25 tháng 3 tôi đến biển và có một hòn đảo trôi nổi ở giữa. Một cái biển và một hòn đảo trôi nổi ở giữa. Như vậy là nó mình nghĩ là mấy cái này là mấy cái gợi ý. Cái kia bỏ qua đi. Thấy cái nào nó in đậm là nó gợi ý đấy. Thì chúng ta sẽ kiếm tới ngày 6. Ngày 6 tháng 4, nó thật tuyệt vời. Nó được bao quanh bởi những chiếc lá rơi và một cái lỗ đến hư vô ở giữa. Công việc của tôi cũng có thể tiếp tục nhờ chúng mà. Cái này là một cái lá rơi này và một cái lỗ hư vô, lỗ ở giữa hư vô. Như vậy là cái đầu tiên ấy là chúng ta có một cái là con mắt hẹp màu vàng. Đây có một con mắt hẹp màu vàng này. Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái hòn đảo Sushanji. Như vậy là có một con mắt thì hòn đảo thì có cái này giống hòn đảo thôi này, mấy cái này đâu giống đâu. Và một cái lỗ lá rơi trong một cái lỗ không có cái gì hết, là nothing in the mid ở giữa. Đây à, thế là giống không phải, có mắt hẹp màu vàng này giống hòn đảo hơn này, và một cái lỗ có chị heo. Cái lỗ tôi chịu ấy. Đây chúng ta coi thêm ở đây có gì. Đây có một con ngựa rằn Umbra ở bên cạnh, nó có cái dấu chân nè. Hình như dấu chân đó, đây con voi. Đây là dấu chân voi. Đây là một con ruồi fly. Hình như đây. Hình như đến dấu chân à. Một con voi này, con voi có mấy dấu chân? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sáu dấu chân. Vậy à, cái này là tương ứng với số 6 đúng không? 4, 5, 6. Rồi con này con gì? Từ, con này là con hươu. Con ngựa vàng, Ibra con ngựa vàng. Nó có cái móng vuốt, đây 1, 2, 3, 4, 4 cái móng vuốt. Như vậy là tương ứng với số 4. Ai? Con hươu. Con hươu đúng không? Con nai chứ, nai. Nai. Ủa. Khoan. Cái móng vuốt này với móng vuốt này sao nó giống nhau hả? Móng này khác này. À, móng này cũng nai. Số 4 là cũng nai. À, số 4 là cũng nai. Móng này là của con gì đây? Leon. Leon là đây, chúng ta có một bình tưới nước. Móng của Leon là 2. Ủa, Leon là 2 đúng không? 2. Vậy móng con còn lại đâu? Móng con còn lại là móng con gì? Ít heo à. 1, 2. Ồ, móng này 3. À, này là số 3. Ít heo 3. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Móng con hình như móng lây ông 6 đúng không? Ủa, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Móng con lây ông là 6 này. Móng móng con này. Rồi, 1, 2, 3, 4. Móng này là 4. Đúng rồi. Móng con này là 1, 2, 3, 3, đúng rồi. Móng con voi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Móng con voi cũng là 6 luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Móng voi là 6. Như vậy là... Ok, ta có một cái chìa khóa nữa. Hẹn gì nói, ủa sao bình thường đâu, mình chọn nó vô. Cắm đây à? À, chìa khóa cắm đây. Ủa, quá trời chìa khóa vậy. 1, 2, còn 3 chìa khóa nữa. Đây, cái rùi này, rắn này, hoa hồng. Hết rồi, còn hai cái nữa mình không biết là gì. Bình tưới nước, voi ngựa vàng. Ờ, dưới đây có chân này. Chân có 1, 2, 3, 4 này. Như vậy là chúng ta có một con ngựa vàng nữa. Mà không biết liên quan chỗ nào. Đây à. À, con ngựa vàng đây này. Ồ, đây có con góc này. Đây, con ngựa vàng đây. Như vậy là 4 cái chân. Bắt xe heo. 4 chân. Đây. 1, 2, 3, 4, 5. Chân thứ nhất là 5. Chân thứ hai là 1, 2, 3, 4. Chân thứ hai là 4. Chân thứ ba. Chân thứ ba là 1. Chân thứ ba là 1. Chân cuối cùng. Chương 4, 1, 2, 3. Chương thứ 4 là 3. À, ngon. Cái heo. Cái này con chuột. À. Cái này có con chuột. Đây là có một con chim. Ok. Đây có cái gì nữa. À, đây này. Trời ơi, con chuột. Chưa đủ. Cái này còn thiếu. Cái gì đó à? Đây có liên quan mấy con bướm này. À, con bướm này là gì hả? Bướm màu xanh có trắng trắng trên một cái chậu. Đúng không ta? Bướm màu xanh trên trắng trắng có một cái chậu. Con bướm này cũng vậy mà. Đâu liên quan gì đâu hả? Ủa, hai bướm này giống nhau mà đúng không?
cái này cũng có con bướm này. Bướm này bướm đen đe, bướm đốm đốm trên một cái chậu có cái vạch không không có đường đường nét. Đây là con bướm này là trên cái chậu này. Vậy là con bướm này trên con bướm xanh vàng trên cái chậu gạch gạch có đường nét. Gạch ở dưới ở trên đường nét như vậy con bướm xanh vàng. Đây đúng không? Đây. Đây là con bướm xanh nó màu gì ấy, mình không biết màu đó màu gì nữa, là trên cái chậu không đường nét chứ. Đây chứ con bướm này là bên đây chứ đúng không? Con bướm bướm này xanh có một lá một cánh xanh một cánh vàng này. Đây một cánh xanh một cánh vàng thì bên cái chậu là ở gạch dưới gạch trên. Đó, còn hai bướm này là hai chậu này mình không biết là sẽ đúng không? À, hợp lệ. Tại cái hai bướm nó giống nhau chứ có khác quá gì đâu. Ok. Giờ liên quan đến cái này. À, đây cái gì nữa đây? Chúng ta có một cuốn sách. Trắng cóc hoa hồng. Hình đây hình như là có chữ tiến hóa đầu tiên ấy là hình như là hoa hồng thì phải, đầu tiên là hoa hồng này đó, hoa hồng thì biến thành con ruồi. Hoa hồng biến thành con ruồi, tiến hóa thành con ruồi rồi tiến hóa thành con ếch đó, con ếch thì tiến hóa thành con rắn. Không phải tiến hóa, cái này ăn 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 à, đây chữ thức ăn. Ok. À, đây là chữ thức ăn, không phải là tiếng hóa. Ok, đây là chữ thức ăn. Ok, chúng ta còn một cái duy nhất nữa là cái con chuột này nó liên quan đến cái câu gì đố con chuột ấy. Đâu hả? Cái chắc là đây. À đây đây. Nhưng mà ở đâu đó? À đây đây. Đây, chúng ta có một cái giải đố liên quan đến con chuột. Đây. Thì cái x like this là x like this là nó bắt đầu nó bắt đầu như thế này. Đầu tiên á là cuộc chiến đầu tiên ấy là số lượng chi, nó chiến tranh theo cái gì á, chiến tranh theo bởi tay chân chạm vào số pi. Số pi là con là 3.14 16 đúng không? Số pi đúng không? Số pi à số pi này, số pi là 3.16 đúng không? Đó. Cái này nó mấy miếu khó đọc bà nội luôn ấy. Cái con số cuối cùng là những con số con cái final, những con số cùng là những con số chỉ về phía tây Westan đúng không? Phía tây là chết à? Tây phương cực lạc đấy. Đầu tiên á là cái cuộc chiến nó bắt đầu như thế này này, cuộc chiến đầu tiên ấy là cái số chi là 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 chi. Ok. Đâu à? Đây. Dạ, số chi là 8 chi. Đó. Cái tiếp theo là chuyến tiếp theo ấy là nó đi về số bi. Số bi là 3 đúng không? Số bi là 3. 3.14 3. Và cái cuối cùng là đi về Tây phương cực lạc là không à. Cái gì? Chỉ về hướng Tây phương cực lạc. Hướng hướng Tây. Là không. 0 hay 1? 3.14 3.14 không, mình nghĩ là nó phải theo cái gợi ý ấy. Gợi ý nó là một cái số chi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, 8 chi này. Đó, thì 8 chi
cái à một mỗi cái chi nó gần về Shopee, có nghĩa là ba chi trên này ba ba à, trên ba dưới ba là sáu. Cái Tây Phương Cực Lạc là cái số chi này này nó chỉ về Tây Phương Cực Lạc là có một chi đúng không, một chi chơi 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 một chi dưới chứ một chi mình à, số hai chứ không phải à. Ủa bắt chị heo không phải, không phải số 2 à, số 1 à, không phải à, cái này là một cái này là đầu tiên là 8 chi đúng không, 1 2 3 4 này 5 6 7 8 này 8 chi đúng không, là cái đầu tiên ấy, là cái đầu tiên là số 8 này đó, cái thứ hai là chỉ được ba, cái cuộc chiến tiếp theo cái chi nó về số pi là 3.14 đó, nó đi về số pi có nghĩa là về ba ba, nếu nếu mà đây số 3 đúng không đó, rồi cái cuối cùng là sẽ đi về đi giờ Tây Phương Cực Lạc đó, là những con số chỉ về phía tây, chỉ phía tới đây là chết chứ, chỉ phía tây là chết đúng không, chết là số 2 à, cái số 1 cũng này phải 6 ta, tại vì tôi không hiểu lắm 4 4 3 1 số đầu tiên là chắc chắn là 8 rồi đấy, như vậy là số 6 cũng không đúng mà số 2 cũng không đúng, số 4 không đúng gì, số 3 à, số 3 không hiểu được à, ai số 3 mới đau đầu chứ, mà nó chịu cái này luôn. Cái anh em mình thấy hay thì đăng ký ủng hộ mình nhé. Bye bye.